Ba tác dụng tuyệt vời của lá lốt có thể áp dụng hàng ngày vô cùng hữu ích. Anh chị nhất định phải lưu ngay để dùng khi cần nhé. Thứ nhất, hỗ trợ điều trị các vấn đề về xương khớp. Hãy lấy 30g lá lốt thêm một chút muối hột, đem đun sôi để nguội bớt rồi đem ngâm chân từ 15 đến 20 phút trước khi đi ngủ, hoặc đem đun sôi lấy nước để uống cũng rất hiệu quả. Thứ hai, tăng cường giải quyết các vấn đề về yếu sinh lý. Trong thực đơn hàng ngày, các anh hãy thêm món có lá lốt vào bữa ăn của mình nhé. Thứ ba, chữa viêm âm đạo. Khi âm đạo bị ngứa, nhiều khí hư, hôi tanh, chị em có thể lấy 50g lá lốt cộng với 40g nghệ tươi thái nhỏ và 20g phèn chua. Thêm một chút muối hột vào, nấu với 2 bát nước con để sôi từ 5 đến 10 phút. Sau đó đem xông vùng kín, đến khi nước ấm thì có thể rửa lại âm đạo rồi rửa lại bằng nước sạch, sẽ rất hiệu quả. Hãy tận dụng công dụng tuyệt vời này của lá lốt anh chị em nhé.